Hello, chào các bạn Trong video ngày hôm nay mình sẽ làm về một cái chủ đề mà vừa rồi có rất là nhiều anh em hỏi mình Sau khi mà mình hướng dẫn anh em làm một cái cảm biến hiện diện phân vùng năm 2450 Thì có rất là nhiều anh em nhắn tin hỏi cho mình Hỏi là trong hai cái loại cảm biến hiện diện Một cái loại không phân vùng mà loại có. phân vùng Thì chúng ta nên chọn cái loại nào để sử dụng Thì để trả lời cho câu hỏi này ấy, thì chúng ta sẽ dựa vào cái tính chất Đặc điểm của từng loại cảm biến mà chúng ta sử dụng thôi Thông thường thì các cái cảm biến hiện diện mà không phân vùng ấy, thì cỡ độ nhạy của nó rất là cao Hiện tại thì mình trên thị trường mình thấy có hai cái loại cảm biến không phân vùng mà tốt nhất bây giờ đó là cái con cảm biến hiện diện Aquada FB1E đó, và một cái con cảm biến nữa sử dụng cái module cảm biến là D2410 thì là hai cái loại cảm biến hiện diện không phân vùng mà mình thấy nó đang tốt nhất hiện tại trên thị trường. Con là D2410 ấy thì nó hay ở một chỗ là nó có thể chỉnh like được và nó có thể chỉnh được cái độ nhạy ở từng cái khu vực, từng cái khoảng cách nên là nó sẽ rất ưu việt cho những anh em nào mà biết cách chỉnh còn đối với con F1E thì nó cái ưu điểm của nó là nó có AI vì vậy nên là cái việc sử dụng nó cực kỳ dễ nó cực kỳ đơn giản là hiệu quả thì nó cũng ngang với con ND40 nhưng mà nó dùng dễ hơn rất là nhiều tất nhiên thì cái con ND240 nó cũng có một cái ưu điểm hơn cái con FB1E đó là giá thành của nó lại rẻ hơn rất là nhiều đó thì tùy điều kinh tế anh em có thể chọn một trong hai con đấy nếu mà anh em có tiền anh em chơi con F1E cho nó nhàn không có tiền thì chơi có nd không Đó. Đấy. Còn trong cái loại cảm biến hiện diện mà phân vùng thì hiện tại trên thị trường mình thấy có một vài loại đấy, cũng có vài loại đấy. Nhưng mà mình mới chỉ được sử dụng qua con Aquara FP2 và một module cảm biến ND2450. Thì trong hai loại đấy thì mình thấy cái con FP2, Aquara FP2 nó hoàn toàn vượt trội cái độ nhạy của nó thì nó gần tiệm cận được với cái bọn cảm biến hiện diện mà không phân vùng. tất nhiên là không thể bằng được nha, mà chỉ gần thôi. có cũng có rất là nhiều trường hợp mình sử dụng thì ngồi một lúc nó cũng không nhận ra, nhưng mà nó cũng gần tiệm cận được rồi. còn cái cân LD hai bốn thì cái độ nhạy của nó kém hơn những cái cảm biến hiện diện mà không phân vùng rất là nhiều. thì nó sẽ phù hợp để phân vùng thôi. chứ nếu mà để gọi chính xác đó là cái cảm biến hiện diện thì, thì vẫn chưa được. Còn cái con Aquara FP2 thì nó nó gọi là tiệm cận được vừa cái bọn cảm biến hiện diện không phân vùng rồi. Vậy thì để khi nào mà chúng ta sử dụng như này dựa vào những cái đặc điểm của các cái loại cảm biến như vậy thì chúng ta sẽ có các cái cách sử dụng khác nhau. Đấy, trong nhà thông minh thông thường thì mình thấy đa đa số các trường hợp ấy, thì nếu mà anh em sử dụng những con cảm biến hiện diện Aquara FP2 ấy, thì anh em gần như là không, anh em không cần phải sử dụng thêm những cái con cảm biến hiện diện à, có chức năng phân vùng nữa bởi vì trong đa số trường hợp thì nó đều có thể giải quyết được à, tuy nhiên là có một số những cái trường hợp mà cái phòng của anh em nó phức tạp hoặc là nó rộng thì cái con cảm biến hiện diện Aquara fb 2 một mình nó thì nó không thể là nó hoạt động chính xác được à, thì lúc đấy chúng ta sẽ cần phải kết hợp thêm những cái cảm biến khác à, như những cái cảm biến hiện diện mà không phân vùng để chúng ta giữ nhịp giữ được cái hiện diện nó chuẩn hơn hoặc là các cái cảm biến chuyển động còn nếu mà anh em sử dụng những cái cảm biến phân vùng mà giá rẻ như kiểu Module là D2450 ấy, thì anh em chỉ nên sử dụng nó ở những cái vị trí mà chúng ta không cần phải xác định chính xác cái khả năng hiện diện ở đấy mà chúng ta chỉ cần phát hiện là cái khả năng chuyển động ở những cái khu vực đấy thôi thì nó sẽ tốt nhất kiểu như là khu vực cầu thang hoặc là những nơi mà khi mà chúng ta đứng ở đấy chúng ta không bao giờ đứng im mà chúng ta thường hay chuyển động tay hoặc chân hoặc bất kỳ một cái gì đấy mà tức là trong cái cơ thể của con người chúng ta có chuyển động tay chân các kiểu thì chúng ta lên sử dụng ở những vị trí đấy còn những cái vị trí mà cần những cái phát hiện những cái chuyển động cực nhỏ kiểu như hơi thở nhịp tim ấy thì chúng ta muốn sử dụng cái cảm biến hiện diện cái cảm biến phân vùng đeo 24 nó không ở đấy thì bắt buộc là chúng ta sẽ phải kết hợp với các cái cảm biến hiện diện mà không phân vùng thì nếu mà anh em đang sử dụng cái module năm 2450 thì mình khuyên anh em sử dụng kết hợp nó với cái ND2410 thì nó sẽ ra được hiệu quả hoàn hảo thì trong cái video này mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái trường hợp sử dụng cụ thể khi mình kết hợp hai cái con cảm biến ND2410 và con ND2450 ở trong phòng tắm của mình bây giờ mình sẽ phân tích cái trường hợp sử dụng cụ thể của mình để cho các bạn tham khảo nhé rồi bây giờ mình sẽ nói với các bạn về cái việc mình ứng dụng hai cái cảm biến hiện diện và cái cảm biến phân vùng và trong thực tế ở nhà mình đang sử dụng. Ví dụ các bạn nhìn thấy trên màn hình đây là một cái nhà tắm nhà mình này, đây là cái khu vực cửa đi vào này, đây mũi tên khu vực cửa đi vào. Thì ở trong này mình sẽ chia làm 3 khu vực chính trong cái nhà tắm mình. Cái khu vực này có mình tạm gọi là khu vực zone 1, mình viết chữ Z1 đây, khu vực zone 1. Có nghĩa là đây là cái khu vực mình để cái bồn cầu. Đó, cái khu vực zone 2 này thì là cái khu vực để cái lavabo. Lavabo trong cái phòng này của mình khá rộng thì mình để một cái lavabo đôi đó và cái khu zone 3 này là cái khu uh, vòi tắm hoa sen các thứ rồi thì uh, để mà khi mà mình bước vào trong cái nhà tắm này cái automation này đầu tiên mình sẽ dùng đó là mình để bật cái đèn cái đèn chính ở trong cái nhà tắm này trong nhà tắm này nó sẽ có một cái đèn chính nhé và một cái đèn phụ thì mình sẽ sử dụng một cái con cảm biến hiện diện là đây 2410 mình để trên trần đây 2410 đây cái con tròn tròn này mình để trên trần đó mình sẽ nó sẽ có một cái góc quét xung quanh như này à, xung quanh bốn phía như này để nó quét toàn bộ tức là khi mình đi vào cửa cái là ngay lập tức nó sẽ kích hoạt cái đèn nó sáng và nó sẽ giữ cái đèn đấy sáng cái đèn chính đây này, này mình tạm gọi là cái đèn chính gọi là light đi cái đèn chính này nó sáng liên tục cứ có người ở trong này thì nó sẽ sáng thì đấy là nhiệm vụ của con cảm biến hiện diện ở đây không tức là khi vào vừa vào cửa cái nó sẽ kích hoạt để cho nó sáng và nó sẽ giữ cho cái đèn này nó sáng liên tục khi mà nó vẫn phát hiện ra người thì nó vẫn cái đèn chính gọi là cái đèn line này nó sẽ sáng liên tục đó thì khi mình đi vào trong này nó sẽ có những cái trường hợp sử dụng như sau Đấy, trường hợp đầu tiên là khi mình đi vào đây ấy, thì mình sẽ sử dụng cái bàn cầu này tức là ở khu vực zone một này Đấy, và khi mình sử dụng bằng cái bồn cầu này mình sẽ có nhu cầu sử dụng thêm một cái thiết bị nữa ở trong cái phòng tắm này nó có đó chính là cái quạt hút mùi Đấy, mình ví dụ ở đây này là mở quạt hút mùi là chữ fan đây chẳng hạn thì cái quạt này ấy, nó chỉ bật khi mà mình sử dụng cái bồn cầu thôi còn ví dụ mình ra cái các khu vực khác ở trong cái nhà tắm này mình không có nhu cầu bật cái quạt ví dụ như là mùa đông mình đi tắm chẳng hạn thì mình vào trong này mình bật cái quạt này để làm gì đúng không thì khi này để kích hoạt cái quạt này mình không thể sử dụng cái con d 2410 này để kích hoạt được nữa bởi vì nó sẽ quét toàn bộ cái khu vực nhà tắm mình cơ đấy thì trước kia mình có một cái giải pháp là mình có một cái cảm biến Uh, uh, chuyển động ở khu vực này ví dụ đây là cái cảm biến chuyển động này thì khi mình vào đây ấy, khu vực này ấy, mình sẽ che cái cảm biến này nó chỉ quét được cái góc như này thôi thì mình vào khu vực bồn cầu này thì ngay lập tức nó sẽ kích hoạt cái quạt này đó thì cái automation mà kích hoạt cái quạt này nó hoạt động rất là chuẩn có nghĩa là khi mình đi đến cái khu vực này thì ngay lập tức nó kích cái quạt nhưng mà nó có một cái vấn đề là nhưng mà nó sẽ có một cái vấn đề khi mà nó tắt cái quạt này đó. tắt cái quạt này thì nó chưa đúng ý ví dụ như cái trường hợp trước kia mình dùng ấy, thì là mình sẽ dùng một cái automation nữa là khi mình đi ra khỏi cái cái phòng này chẳng hạn khi mình đi ra khỏi cái phòng này thì uh, mình sẽ check cái cảm biến hiện diện ở đây hay không là khi mà nó hết, hết phát hiện người ấy, thì hai phút sau nó sẽ tắt cái quạt này đó, thì cũng được thì nó cũng giải quyết được cái vấn đề có nghĩa là khi vào dùng bồn cầu và khi ra thì nó sẽ tắt quạt đúng ý mình nhưng mà nó có một cái trường hợp mà nó không đúng ý đó là trường hợp như này Tức là khi mình đi vào cái nhà tắm này Mình sử dụng cái bồn cầu này rồi à, Nhưng mà mình không muốn ra ngay đấy, Mà mình quay sang Mình sử dụng cái nhà tắm này Ở cái vùng zone 3 này chẳng hạn Thì khi đấy thì cái cảm biến hiện diện này Nó chưa phát hiện là cái cảm biến 21, à, 2410 này Nó chưa phát hiện là hết người trong phòng này Vì vậy nó chưa kích hoạt Cái automation để tắt cái quạt đúng không Lúc đấy là cái quạt nó vẫn bật đấy Vậy là khi mà mình muốn ra đây mình tắm luôn mà Mình không đi ra ngoài ấy, Thì mình lại phải làm thêm một cái thao tác đó là mình phải tắt tắt cái quạt bằng tay đó. đó như vậy là không ổn thì đó là một cái trường hợp mà nó vẫn không tự động hoàn toàn có nghĩa là khi mình vào đây mình sử dụng cái bồn cầu này ví dụ mình đi đái chẳng hạn à. sau đó mình mới ra đây mình tắm chẳng hạn thì là lúc đấy là mình sẽ phải mất một cái thao tác bằng tay để mình tắt cái quạt này đi nếu không thì nó vẫn cứ bật chỉ trừ trường hợp mình đi ra khỏi phòng này thì nó mới tắt thì để mà tự động nốt cái automation này thì mình sẽ phải có một cái giải pháp nữa có nghĩa là nếu mà bình thường ấy trước kia thì mình sẽ phải nắp thêm một cái con cảm biến chuyển động khu vực này đúng không? với một cái góc quét như nào đấy, mình che chắn như nào đấy để nó phát hiện ra mình ở khu vực vùng, vùng 3 này, thì khi mà mình đi vùng 3 này thì nó sẽ tắt cái quạt ở vùng một này chẳng hạn. đó, thì nếu mà như lúc trước thì mình sẽ phải dùng như thế, nhưng mà khi mà mình nếu mà sử dụng cái con cảm biến chuyển động bình thường nhé, nếu mà sử dụng cảm biến chuyển động bình thường nhé, nó sẽ có một cái góc quét đúng không? nó sẽ có góc quét như này và nó sẽ quét tất cả những cái gì mà đi qua đến khu vực này. Đấy, trong khu vực góc quét đó những cái gì đi qua ở đây ấy, thì nó đều sẽ phát hiện thì nó sẽ xảy ra một cái trường hợp nữa đó là khi ví dụ như ở đây mình có một cái cửa chẳng hạn này ở đây nhà tắm mình ở đây có một cái cửa trượt đây chẳng hạn để thỉnh thoảng mình mở ra cho nó thoáng thì có nhiều lúc mình chưa muốn tắt cái quạt này mà mình không phải là mình đi tắm mà mình chỉ đơn giản là mình đi từ đây mình ra đây mình mở cái cửa thôi chẳng hạn Đấy, thì nó vào ngay cái góc quét của cái con cảm biến chuyển động này thì ngay lập tức nó tắt cái quạt như thế là cũng không ổn Đó, bởi vì cái cảm biến chuyển động này ấy, nó không lấy được cái vùng chính xác ở cái vùng tắm này vùng tắm này mình chỉ ở trong cái ô vuông này thôi đấy còn cái chỗ này nó đâu phải tắm cái vòi hoa sen ở đây mà nó không phải tắm nhiều lúc mình cần có việc mình phải đi qua đây thì ngay lập tức nó lại kích hoạt cái này mất vậy thì để giải quyết được tất cả những cái vấn đề đấy ấy, thì bây giờ mình chỉ cần lắp thêm một cái con cảm biến phân vùng hiện tại là mình đang lắp một con LD 2450 ở vị trí này này đó, và nó sẽ có một cái góc quét như này. Đấy, nó sẽ góc quét hết ra tận đây. Cái cái đoạn này từ đây đến đây nhà mình hình như là nó tầm 5 mét thì phải. Đấy, 5 mét. cái chiều đoạn này. này. Thì nó vẫn quét được tới nhá Mình đã để vào nó vẫn quét tới cái vùng tất cả những cái vùng này. Thì khi mà mình nắp thêm cái con cảm biến phân vùng 2450 ở đây ấy, thì mình cũng không cần phải có cái con cảm biến chuyển động ở đây nữa. Đó. Mình bỏ luôn con này đi. Bởi vì bây giờ cái góc quét của cái cái con 2450 này nó hoàn toàn quét toàn bộ cái khu vực nhà tám nhà mình Khu vực nhà tám nhà mình Cái nhà tám nhà mình thì nó cũng phải rộng đến tầm 15 mét Thì nó mình thấy là nó quét toàn bộ khu vực đấy Và ở đây mình sẽ phân ra trên cái bản đồ của cái con 2450 này thành ba cái vùng Là zone 1, zone 2 và zone 3 Lúc đấy ấy, mình đã hoàn toàn giải quyết được cái vấn đề với lễ các bạn Thì bây giờ mình đã hoàn toàn giải quyết được cái vấn đề với lễ các bạn Tức là ở đây ấy, khi mình đi đến đây ấy, nó vào cái vùng zone 1 của con ld không thì nó lập tức nó kích hoạt cái quạt này. Đó. Còn khi mà mình đi tới cái vùng 3, đúng cái vùng 3 này thôi, còn đi tất cả những vị trí khác ở trong cái phòng này, Đó. đi bất kỳ nơi đâu các bạn, mình có thể đi ra đến đây, đây hoặc đây, đây, đây chỗ nào cũng được. Thì nó không hà tắt cái quạt này của mình, nó chỉ đến cái khi nào mình cần đến lúc tắm thì nó mới tắt cái quạt, nó đúng cái ý của mình luôn, kể cả mình ra đây mình mở cửa các thứ ấy, thì nó sẽ làm được tất cả những việc đấy và nó còn hay hơn một chỗ là mình để cái con ở đây không tít ở cái đầu này nó cách xa rất là xa cái khu vực tắm này nó còn bền cho cái cảm biến nữa chứ như lúc trước mình để một con cảm biến chuyển động ở đây chẳng hạn thì nó rất gần cái khu vực tắm này nhiều lúc mình tắm mùa đông ấy, tắm cái hơi nước nó bốc lên ấy. thì nó rất là dễ làm hỏng cái con cảm biến này và có thể là nó làm cái cảm biến này nó hoạt động không chính xác nữa đấy, thì khi mà mình để con cảm biến này nó xa cái khu vực có nước ở ra thì nó lại còn rất là an toàn cho cái cảm biến đó thì nó đã giải quyết được một cái bài toán đấy cho mình ngoài cái bài toán mà tắt bật quạt ở trong cái nhà tắm của mình ấy, này, nếu mà lúc trước mình phải sử dụng đến hai cái cảm biến chuyển động này, thì nó còn giải quyết thêm cho mình được một cái vùng nữa đó là cái vùng mà cái vùng zone 2 này cái vùng zone 2 này của mình là nó chính là cái lavabo cái khu vực lavabo thì bây giờ ở đây nó có một cái đèn phụ đèn chiếu gương mình chiếu vào cái gương ở đây này thì lúc trước thì mình toàn phải bật cùng với cái đèn chính cái đèn line này chính cùng cái đèn line này thôi bởi vì mình không phân vùng được cái khu này Đấy. nếu mà mình nếu mà mình vẫn dùng theo cách cũ nhé, là mình dùng một cái cảm biến chuyển động nhé. ở đây nhá thì cái góc quét của nó nó sẽ rất là rất là khó căn được cái góc quét vào đây nhiều lúc là mình chỉ cần đi qua tức là mình đi từ đây vào mình đi vào đây đến cái vùng là mình dùng cái bồn cầu này thôi chứ mình không muốn À, dùng cái 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 cái, cái lava bồi chẳng hạn thì nó cũng lập tức nó bật cái đèn này tự nhiên là bật một cái đèn mình mà mình không mong muốn đấy thì tại vì cái nó nằm ở trong cái góc quét của cái con cảm biến chuyển động này mà à, thì uh, nó không ổn lắm nên là ngày trước ấy, để sử dụng được cái đèn này mình bao giờ mình cho nó bật cùng với cái đèn chính này tự nhiên là nó thừa thêm một cái đèn à, nó cũng không hay lắm nhưng mà bây giờ với cái cảm biến uh, phân vùng là đây 2450 này mình có thể bật cái đèn đèn phụ ở cái lava bồ nó cực kỳ chuẩn xác có nghĩa là mình sẽ phân vùng cho nó là ở cái vùng này này đấy, tức là khi nào mình đứng ở trong cái khu vực zone 2 này, này đó, thì nó mới bật hai cái đèn chiếu gương lên còn nếu mà mình đi ra tất cả những khu vực khác nó đều không bật cái đèn đấy và đi ra cái vùng khác nó cũng sẽ tự động tắt cái đèn này luôn. đấy luôn đó chứ nó chỉ giữ mỗi cái đèn chính thôi thì nó sẽ giúp cho mình là khi là mình vào đây ấy, mình dùng cái bồn cầu hoặc là mình đi tắm rồi thì cái đèn này nó không hề bật lên đó, nó rất là đúng ý mình luôn còn cái đèn chính của mình ấy, thì nó luôn luôn bật với cái cảm biến là đây mươi này rồi Nó cực kỳ chuẩn xác Thì đây là một cái cách mà mình đang điều khiển cái nhà tắm mình mình cực kỳ ưng ý, ý Và nó tất cả mọi thứ ở trong cái nhà tắm mình nó hoàn toàn tự động Không phải động tay bất kỳ một cái gì và nó cực kỳ chuẩn xác Nó cực kỳ chuẩn xác luôn các bạn Cái quan trọng nhất là cái đèn chính ở trong phòng này Thì nó đã được giữ nhịp bởi cái nd này rồi Đó Thì với cách kết hợp sử dụng một con cảm biến hiện diện là em cũng không kết hợp với một con cảm biến phân vùng Đấy, mình đã hoàn toàn giải quyết được cái bài toán tự động hóa ở trong một cái nhà tắm đó có nhiều cái vùng như này như của mình đó, và cực kỳ hoàn hảo luôn đến thời điểm hiện tại thì mình cực kỳ ưng ý với cái cách giải quyết này và tất cả mọi thứ nó đều tự động đó, đó. thì đây là một cái ví dụ về cái việc sử dụng kết hợp hai cái cảm biến này Tất nhiên nếu mà anh em có tiền ấy, thì nếu mà với một cái phòng tắm kiểu như này của mình ấy, diện tích nhỏ tầm 10m vuông đến 15m vuông như của mình ấy, thì anh em có thể chỉ cần mua một cái con Aquara DA 2 thì nó cũng có thể sử dụng được rồi bởi vì cái con đấy ấy, nó sẽ có cái độ nhạy tương đương với con nd 240 và lại có cái khả năng phân vùng giống cái con nd 2450 nó hoàn toàn một con đấy là có thể hoàn toàn xử lý được cái phòng tắm như của mình rồi đấy, nhưng mà nếu mà anh em nào mà không có điều kiện hoặc là thích DIY ấy, thì anh em có thể sử dụng hai cái con này như của mình chi phí của nó sẽ rẻ đi rất nhiều nó chỉ tầm bằng một lửa so với con FP2 thôi và hiệu quả thì nó cũng như nhau đó tất nhiên là nếu mà anh em có điều kiện thì cứ mua FP2 bởi vì dùng nó sẽ sướng hơn nó sẽ dễ sử dụng hơn đó rồi bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem thực tế nhá mình sẽ test cho các bạn xem thực tế à, cái nhà tắm mình nó hoạt động như thế nào bây giờ mình sẽ bắt đầu di chuyển vào cái khu vực mà À, nhà tắm nhé các bạn sẽ chú ý những cái đèn nó sẽ bật lên này đó đầu tiên nó sẽ có một cái đèn đấy bedroom này các bạn thấy nó on lên chưa đó, thì mình đi vào đây nhá nó chưa có cái vùng zone nào các bạn nhìn thấy cái ld hai nó chưa vào vùng nào đúng không nó chưa vào vùng nào bây giờ ví dụ mình sẽ di chuyển vào cái khu vực bồn cầu đó thì các bạn nhìn thấy không? zone một nó bật rồi và các bạn nhìn thấy cái à, quạt WC nó đã bật lên rồi đúng không? Bây giờ ví dụ như mình, mình uh, chưa muốn ra ngoài nhé, mình đi vệ sinh xong mình đi tắm chẳng hạn, này mình sẽ di chuyển ra cái khu vực mình đi tắm, Đó, bắt đầu ra cái khu vực tắm, các bạn nhìn đấy, khi mà mình ra cái khu vực zone ba này thôi, là ngay lập tức cái uh, quạt cái cái gì nó ngay lập tức tắt. Bây giờ mình sẽ đi ra mình rửa mặt chẳng hạn, Đó, mình đi ra rửa mặt chẳng hạn, đấy, thì nó sẽ bật nó sẽ ở cái dụng zone 2 đúng không thì ngay lập tức cái đèn là các bạn nhìn thấy cái mirror pad này pad room này nó sáng lên có nghĩa nó bật cái đèn chiếu hương đó Được rồi bây giờ sẽ có một cái trường hợp nữa đó là mình đi vào cái nhà tắm này và mình đến cái khu vực bồn cầu mình sử dụng đó thì ngay lập tức nó sẽ bật cái quạt của bồn cầu lên đúng không đó thì sau đó thì mình không làm cái gì khác sau khi sử dụng xong thì mình đi ra ngoài Đấy. thì bây giờ làm nào để nó tắt cái quạt này thì bây giờ mình sẽ đợi cái cảm biến là D2410 nó hết phát hiện thì nó sẽ ngay lập tức nó sẽ tắt cái, cái, đầu tiên nó sẽ tắt cái đèn trước cái đèn bedroom này trước đấy các bạn nhìn thấy nó tắt cái đèn bedroom này trước sau đó thì tầm 2 phút nữa nó sẽ tắt tiếp tới cái quạt ở trong cái nhà vệ sinh đấy, thì để làm được cái auto đấy thì mình sẽ phải kết hợp với một cái delay switch cái delay switch thì mình nói nhiều ở trong những cái video ngày xưa rồi. Đấy, các bạn như thấy một nút sau nó tắt. Đó, nó tắt cái quả, cái cái quạt rồi. Đấy, thì đúng ý mình luôn. đó là một cái ví dụ ở trong cái trường hợp sử dụng cụ thể trong nhà tắm mình, mình khi mà mình kết hợp hai cái con cảm biến, một con phân vùng và một con không phân vùng vào với nhau thì nó ra được một cái kết quả hoàn hảo. Thì mình hy vọng là qua cái cách sử dụng uh, kết hợp hai cái cảm biến này thì các bạn có thể tìm được ra cái phương án sử dụng cho cái căn nhà các bạn các bạn có thể kết hợp không chỉ là hai con ba bốn con đều được miễn là nó đáp ứng nhu cầu của bạn nếu mà phòng của bạn quá phức tạp thì các bạn có thể kết hợp nhiều thứ lại với nhau để nó ra được hiệu quả và tất nhiên nó cũng sẽ tùy theo loại cảm biến các bạn ví dụ như cái cảm biến ở đây hai bốn thì các bạn bắt buộc các bạn phải kết hợp với những cái cảm biến mà không phân vùng thì mới dùng được hiệu quả cao nhất nhưng mà với những cái loại cảm biến chất lượng cao hơn như kiểu Aquara FP2 thì các bạn có khi các bạn chỉ cần sử dụng những cái con chính những cái con cảm biến đấy thôi và không cần phải kết hợp thêm những cái cảm biến không phân vùng nữa thì nó sẽ tiện lợi hơn Đó. tất nhiên là chi phí của nó sẽ cao hơn Đó. thì sẽ, các bạn sẽ tùy thuộc vào cái nhu cầu của mình và trường hợp dụng cụ thể của bạn để các bạn áp dụng đây là mình chỉ nói một cái ví dụ để cho các bạn hiểu hơn về cách sử dụng đấy thôi thì mình hy vọng là cái video này nó sẽ có một cái gì đấy nó sẽ hữu ích với các bạn trong cái quá trình sử dụng smart home các bạn cái video này mình sẽ dừng lại ở đây thôi mình hy vọng là nó hữu ích với các bạn. Nếu mà các bạn thấy cái video này hay thì hãy like và subscribe kênh và chia sẻ kênh để ủng hộ kênh mình nhé. Chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.